cực bất ngờ với danh sách Guam đấu U20 Việt Nam. Chỉ còn ít ngày nữa là vòng loại U20 châu Á 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024. Như đã đưa tin, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ sắm vai chủ nhà đón tiếp các đối thủ cùng bảng A đó là Syria, Bhutan, Guam và Bangladesh. Trong số 4 đội tuyển, Syria có lẽ là đối thủ đáng gần nhất trong cuộc đua ngôi đầu bảng A với đoàn quân ông Hứa Hiền Vinh. Ở chiều ngược lại, U20 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn so với Bangladesh, Bhutan và Guam. Ngày 16 tháng 9, U20 Guam và U20 Bhutan đã sớm có mặt tại Hải Phòng và bước vào tập luyện từ ngày 17 tháng 9. Theo Liên đoàn bóng đá Guam, GFA, 23 cầu thủ được lựa chọn cùng U20 Guam sang Việt Nam thi đấu là Den Agustin, Gavin Baker, Levi Berg, Jackson Castro, Nicolas Jacoulap, Jonathan Dori, Jack Gomer, Kyle Gonsang, Curtis Harmon, Josiah Jones, Brandon Kukahiko. Cùng với đó là Conor Quang, Erwin Manibun, J.R. Nick Moore, Donovan Moser, Bill Perre, Caleb Saban, Samuel Stenson, Sunta Suruki, Gian Tovet và Brendan Toy. Đáng chú ý, trong số này có khá nhiều gương mặt nhập tịch như Dan Agustin, sở hữu song tịch Gua Mỹ, Gavin Baker, Mỹ, Levi Burke, Iceland. Jackson Castro, Mỹ, Kyle Gonsang, Mỹ, hơn nữa, những cầu thủ này đều sở hữu chiều cao lý tưởng từ 1m77 đến hơn 1m8 và hầu hết đang khoác áo các đội bóng nước ngoài. Có thể thấy, mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Guam đã có sự đầu tư rất kỹ lưỡng về lực lượng. Chia sẻ về danh sách này, huấn luyện viên trưởng Dominic Gadia cho biết, e nhờ vào sự nỗ lực của Học viện Bóng đá Quốc gia Guam và kế hoạch của đội tuyến quốc gia Nam Guam, đội hình cầu thủ này bao gồm những người đã tham gia các đội tuyển trẻ trước đây của chúng tôi. Sứ mệnh và mục đích ban đầu của học viện tạo ra những cầu thủ đã đi qua các lộ trình phát triển cầu thủ. Tôi cùng với đội ngũ của mình rất may mắn khi làm việc với những cầu thủ đã từng tham gia hệ thống học viện cũ. Có một số cầu thủ mới mà chúng tôi đã chọn để trao cơ hội mới nhằm giúp mở rộng nhóm tuyển chọn đội tuyến quốc gia của chúng tôi nhưng quyết định hiện tại của chúng tôi là kết quả của một kế hoạch lâu dài. Sau cùng, Thuyền trưởng U20 Guam nói thêm, ở nhóm cầu thủ được lựa chọn cũng được hỗ trợ bởi những nỗ lực tự nguyện của các cựu cầu thủ và nhân viên của chương trình quốc gia. Những người nỗ lực để đảm bảo chúng tôi tiếp tục làm những gì có thể như một cộng đồng nhằm giúp chương trình cải thiện theo lịch thi đấu. U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ cùng bảng A là Bhutan ngày 23 tháng 9, Guam ngày 25 tháng 9, Bangladesh ngày 27 tháng 9 và Syria ngày 29 tháng 9.